máy mic ra, mic 280 mb. Cái đồng từ cứ hư hoài mình chế là triac luôn ha. Ba con triac đây. Dùng điều khiển ba pha báo đèn, ba pha đây đây, ba le đóng này rất là đơn giản ha. Cái đồng từ này bỏ cũng xài nó. Cấp điện 3 pha nha. Tiếp điểm nè. Rồi, rồi cái đèn báo pha nè, khi rờ le nó không ăn á, là cái đèn này không có sáng nha. Cả ba pha chúng ta luôn nè. 1 2 3 3 pha nè. Kích dẫn cho dùng kích dẫn cho triac nha. Ba con triac. Này là BTA 40600, có con chỉ được 40 ampe. Chỉnh chỉnh điện ha, đây là ga led, đấu ga led chỉnh biến thế thôi. Đi ít cầu. Ít cầu này vừa chết vừa thay vào. Không xài hết đồng từ nữa. Điện ở phía sau á. Tắt điện phía sau cho an toàn. Ta đấu khí rồi, đây là máy mic 263 ba pha. Máy mic nè, đây là biến thế đây. Biến thế chính nè, cũng kháng. Cái này, máy này lúc trước cái bo nó hư rồi, đổ lại thành bo, lấy bo Trung Quốc rồi. Bo Trung Quốc chế vô. Bo này thay chế được tất cả những máy mic cơ luôn. 200, 300, 400, 500 ampe được chế được hết mic cơ á. Bo này là nhiệm vụ là điều khiển cái khởi động từ, điều khiển tốc độ motor, lên khí. Vậy thôi. Còn điều chỉnh điện áp thì chúng ta điều chỉnh qua ga led. Hai ga led này, con này công tắc chuyển mạch nè, chuyển mạch chỉ đấu lại biến thế này thôi. Đấy, khởi động từ này cứ hư tới hư lui hoài, chúng ta thay lại cái mới. Lúc trước cũng mới thay, mới thay 2-3 tháng rồi nó cứ cháy tết, nó tới lui hoài à. Ta mở điện lên test nha. Đấy, quạt quay ha. Này làm lại mà cứ cháy tới cháy lui hoài, mình thay luôn. Thay bằng cái triac này, giá thành thì nó cao hơn cái từ tí xíu nhưng mà nó chạy rất là bền. Chạy rất là bền. Cái này sẽ rất là mất pha, thêm từ mà nó đóng không cách điện bị cháy là nó bị mất pha ha, mất pha làm hai máy là rất là yếu, chạy lâu ngày nó là chết luôn cả đi ăn cầu.
sạc à. Bằng số đóng cắt của cái riác là rất là lớn ha. Đây. Cái bóp nhấp nhả liên tục luôn, không ảnh hưởng gì cả. Chuyển ha, đây độ chế rồi sẽ không bao giờ hư khói âm từ nữa. À, chúng ta sẽ là đây chẳng có tí nhiệt nào phát sinh nữa, hình như là không nóng tí nào luôn. Rồi xin chào anh em nhé, đây anh em nào có nhu cầu độ chế thì liên hệ mình nhé. Đây xin chào.